bên ngoài rất là đẹp và được rất là nhiều bà con ở thị xã Phú Mỹ là yêu quý và khen ngợi, đúng không ạ? Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là các cái gờ phao chỉ này đó thì được Cường thiết kế rất là chi tiết và tỉ mẩn, cũng như là cái tỷ lệ cực kỳ là hài hòa cân đối. Cường xin chào quý vị các bạn, Cường xin chào ở nhà. Hôm nay Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về một cái công trình nhà vườn mái Thái mà Cường đã tư vấn thiết kế cho nhà anh Quyên ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị các bạn nhé. Hôm nay thì là Cường mới nhận được cái hình ảnh thực tế mà anh gửi về cho Cường, thì tẹo nữa Cường xin phép là chia sẻ cho bà con để cho quý vị các bạn là có thể là biết được là cái hình ảnh thực tế và cái 3D nó giống nhau như thế nào. Đầu tiên thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem và tìm hiểu về cái nhu cầu, về cái mong muốn của anh, sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào công năng, giải pháp để chúng ta có thể là áp dụng cho ngôi nhà nhà mình. Anh Thuyên thì là mong muốn công trình lần này là một cái tổng diện tích xây dựng là khoảng 100m2 đó, và cái công năng thì là bao gồm có một phòng thờ, một phòng khách và hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh cho phòng ngủ master và một phòng vệ sinh chung với khu bếp tách riêng nhé quý vị các bạn nhé. Thì Cường nhận được nhiệm vụ của anh giao từ tháng 3, đúng không ạ? Tháng 3, và Cường đã thiết kế và bàn giao cho anh hồ sơ từ tháng 3 rồi. Đó, thì là công trình bây giờ đã đi vào hoàn thiện. Hôm qua thì anh gửi ảnh về cho Cường. Đó, thì các bây giờ thì là Cường đã mới có thể có thời gian để làm cái video này cho quý vị các bạn, đúng không ạ? Quý vị các bạn có thể thấy được rằng là trên cái phối cảnh tổng thể công trình này thì quý vị các bạn thấy là công trình rất là đẹp và chi tiết, các cái gờ phào chỉ rất là phù hợp với lại cái tỷ lệ của một ngôi nhà. Như quý vị các bạn nhé, công trình thì gồm có hai mái chính, đúng không ạ? Hai cái mái chính, đây là một cái mái sảnh này và đây là một cái mái sảnh chính to, đúng không ạ? Và có những gờ phào chỉ đường cong rất là đẹp đó, tất cả những cái gờ phào vuông này nhấn nhá ở bên trong công trình làm cho tăng cái độ sâu của công trình nhé quý vị các bạn nhé. Thứ nhất là tăng độ sâu của công trình đó, và những cái hình tam giác đây ạ, những cái gờ phào tam giác mình nổi này, đúng không ạ, là những cái trang trí mà làm cho công trình của mình nó cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Tất cả những cái đầu cột đây mình đang thiết kế theo các cái hình thức là kiến trúc là tân cổ điển, đúng không ạ? Rất là nhẹ nhàng. Nhưng Cường xin mời quý vị bạn cùng Cường xem thêm về những cái phần phối cảnh về mặt tiền. Đây chính là cái phần phối cảnh mặt tiền. Quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là công trình lần này Cường thiết kế cực kỳ là cân đối và rất là đẹp nhé quý vị các bạn nhé. Các cái độ góc của mái này thì quý vị các bạn có thể thấy rằng là mình đang làm với cái độ góc là 35 độ. Phần cửa chính thì là Cường đang sử dụng là cửa gỗ. Các cửa sổ này thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là mình vẫn đang thiết kế là cửa bằng khẽ nhung khung nhôm sinh pha, kết hợp với đó là Cường sử dụng ở đây đó chính là màu vân gỗ như quý vị các bạn nhé, nên là cái công trình sẽ rất là hài hòa và cân đối. Đây chính là một trong những cái phối cảnh góc mà quý vị các bạn có thể nhìn thấy được từ phần bếp nhìn vào, đúng không ạ? Cái phần bếp nhìn vào đây ạ. Đây chính là cái phần nhô ra, đúng không ạ? Hình chữ L rất là đẹp. Các cái đầu gờ phào ở phần cửa sổ cũng được Cường nhấn nhá. Đối với lại một ngôi nhà vườn mái Thái thì trên những cái phần trang trí đây đó chính là Cường kết hợp luôn là để làm những cái ô thông gió cho cái hệ mái Thái như quý vị các bạn nhé. Đó, quý vị các bạn có thể thấy được rằng là về vật liệu thì là Cường đã tư vấn thiết kế cho anh sử dụng cái phần ngói là ngói Fuji, nên là cái ngói khi mà lợp lên cực kỳ đẹp và chất lượng đó, y hệt màu của cái hình ảnh anh gửi về luôn. Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem hình ảnh thực tế mà công trình thi công khi mà anh gửi về cho Cường. Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái hình ảnh thực tế mà anh Thuyên gửi về cho Cường. Đây chính là một cái góc mà anh đứng để anh chụp cho Cường như quý vị các bạn nhé. Thì quý vị các bạn có thể thấy không ạ? Tất cả những cái bản vẽ này đều được anh cho thợ làm y hệt luôn. Nếu quý vị các bạn nhé, hình thức bên ngoài rất là đẹp và được rất là nhiều bà con ở thị xã Phú Mỹ là yêu quý và khen ngợi, đúng không ạ? Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là các cái gờ phào chỉ này đó thì được Cường thiết kế rất là chi tiết và tỉ mẩn, cũng như là cái tỷ lệ cực kỳ là hài hòa cân đối. Đó, đây chính là những cái đầu cột này. Các cái phần phào của cửa này cũng được là thiết kế chi tiết, thì Cường tẹo mới chia sẻ ở trên bản vẽ cho quý vị các bạn có thể là áp dụng. Đây chính là cái phần mặt tiền mà anh gửi về cho mình. Quý vị các bạn có thể thấy được rằng là tỷ lệ các cái gờ phào trước này theo cái phong cách tân cổ cực kỳ là đẹp. Tới đây thì chúng ta sẽ đắp thêm những cái hoa văn ở đằng trước này, và đây chính là sau này chúng ta sẽ thả một cái đèn chùm sẽ rất là đẹp cho cái phần sảnh chính nha quý vị các bạn nhé. Cái phần bậc lên này mình đang làm là 5 bậc nên cái công trình nó sẽ tôn công trình lên rất là nhiều. Đó, còn những cái phần mái này là mình đang làm cái góc lòng 35 độ cực kỳ là đẹp và chi tiết luôn. Thì Cường xin mời quý vị các bạn Cường xem tất cả các cái phần hình ảnh thực tế mà anh gửi về cho Cường ạ. Đây chính là những cái phần ảnh phối cảnh về cái phần phào ở trên cửa sổ, đúng không ạ? Cực kỳ đẹp và chi tiết nhé các bạn nhé. Đó, từ những cái phào
Úc Kìa này, đúng không ạ? Những phào Úc Kìa này hay những cái phào lõm này, nó đều được mình thiết kế rất là rõ ràng cho anh và thợ làm y hệt bản vẽ luôn nhé các bạn nhé. Thì Cường xin mời quý các bạn hãy cùng Cường xem cái công năng của công trình để quý các bạn có thể là áp dụng được vào trong cái ngôi nhà nhà mình ạ. Cường xin mời quý các bạn hãy cùng Cường xem cái mặt bằng chi tiết công năng. Trên cái mặt bằng chi tiết công năng này thì quý các bạn có thể thấy được rằng là cái kích thước tổng công trình đang là vào 14m nhân với lại 11m, và cái diện tích sử dụng công trình này đây ạ, tất cả những cái phần mà tường xây này là 100m2, phần sảnh này là 9m2 như quý các bạn nhé, thì nó rơi vào khoảng 110m2. Và đây khi mà bước từ sảnh vào đó chính là cái khu vực phòng khách với cái tổng diện tích là bằng 26,8m2 như quý các bạn nhé. Phòng khách rất là sáng đó, Cường mở cửa ở phần bên hông này và đối diện phòng khách đây chính là khu vực phòng thờ, thì cũng được Cường tư vấn thiết kế là với cái tổng diện tích là bằng 14m, đúng không ạ? Đó, cực kỳ là đẹp và cân đối hài hòa. Đây chính là một cái lối đường đi ra bên ngoài, ngoài vườn của anh, đúng không ạ? Đây là cái phòng ngủ của 02 với cái tổng diện tích đang là bằng 14m. Phòng ngủ 01 với cái tổng diện tích đang là bằng 11m. Thì tất cả cái phần mà Cường đang làm lõm này đó chính là cái phần tủ âm tường. Khi mà các bạn làm phần tủ âm tường ấy, thì là cái phòng của các bạn nó sẽ vuông vức và nó không bị lồi cái tủ ra như các bạn nhé. Đó, phòng ngủ master này có cái phòng vệ sinh riêng, cái diện tích đang là bằng 6m2, phải không ạ? Kích thước đang là bằng 1,5 x 4,2m, đúng không ạ? Đây chính là cái lối đường, lối đi xuống cái khu vực và phòng bếp nhé các bạn nhé. Đấy chính là cái khu vực mà là vệ sinh riêng, đúng không ạ? Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường là xem cái bộ hồ sơ của anh để quý vị các bạn có thể là áp vào dụng vào công trình nhà mình ạ. Đây chính là toàn bộ cái bản vẽ của nhà anh thuê như quý vị các bạn nhé. Thì có tổng số bản vẽ bao gồm là có khoảng tầm 90 bản vẽ khác nhau, đúng không ạ? Đây là cái phần kiến trúc này, đây là phần kết cấu của các phần điện, phần nước rất là rõ ràng và chi tiết. Đó thì là lúc nãy thì Cường đã có chia sẻ với quý vị các bạn về cái bản vẽ chi tiết công trình rồi. Đây ạ, tất cả các kích thước đều được là mình vẽ rõ ràng như này nên là rất dễ để có thể xem. Nên mà trong cái chương trình mà Cường đang có chia sẻ về những cái buổi livestream ở trên cái kênh Kiến trúc HCG ấy, thì các bạn có thể là xem để áp dụng vào trong cái công trình nhà mình các bạn nhé. Thì Cường thường livestream vào lúc 8 giờ. Thế còn là trong những cái video tới đây thì là Cường có hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà chúng ta đọc cái bản vẽ của công trình. Đấy thì các bạn cũng có thể là xem để áp dụng vào trong ngôi nhà mình, nên là các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận được những video mới nhất nhé các bạn nhé. Đấy, đây chính là cái phần mà phào mà các bạn vừa xem mà Cường thiết kế, phải không ạ? Đây chính là cái phần phào bên dưới này, đó, đúng không ạ? Phào Úc Thìa bên dưới, các bạn thấy đẹp không ạ? Đó, đây chính là cái hình ảnh thực tế này, đây ạ, đây chính là cái hình ảnh thực tế khi mà mình úp cái phào rất là rõ ràng và chi tiết. Đó, đây chính là cái phần cái cột mà mình thiết kế lên. Đây là phần cột gờ nổi nhé các bạn nhé, gờ nổi rất là chi tiết và tinh tế luôn, cực kỳ đẹp, các bạn có thể xem thêm ạ. Đó, đây chính là một cái gờ nổi lên này nhé, các bạn ghi rất rõ là phào nổi 20x20, cực kỳ đẹp và chi tiết, nổi lên rất là chuẩn luôn. Đó, cái công trình này khi mà mình thiết kế thì cách đây khoảng tầm từ tháng 3, mà bây giờ mình có thời gian để mình làm những cái video cho các bạn xem. Đó, hay là những cái gờ phào mà ở trên phần mái, thì các bạn có thể thấy được rằng là đây ạ. Đó, đây là cái phần chi tiết mặt cắt qua cái gờ phào này, từ những phần bản vẽ và phần bê tông hay là đến những mặt cắt này thì toàn bộ là đều được anh Thuyên cho thợ là đắp bằng tay hết nhé các bạn nhé. Đây chính là cái phào mà theo cái bản vẽ thiết kế của mình này. Đó, các bạn có thể là nhớ lại theo cái bản vẽ của mình đó, đây tất cả những cái gờ phào này rất là đẹp, rất là chi tiết, đó, từ những cái đường chỉ rất là nhỏ này cũng đều được thợ của anh là thi công rất là đẹp nhé các bạn nhé. Hay là những cái gờ phào ở phần này, đó, cực kỳ là chi tiết luôn ạ. Đây, các cái gờ phào đằng này cực kỳ là chi tiết, hay những cái phào nổi đây. Cái chỗ này sau này là mình sẽ sơn cái màu ghi nổi hẳn lên này. Đó, đây là cái ngói Fuxi mà là anh đang làm này. Đó, rất là đẹp ạ. Cái gờ phào có tỷ lệ cột, đây là cái hình ảnh thực tế của cột nhé các bạn nhé. Hình ảnh thực tế của cột khi mà mình thiết kế lên này. Kể cả cái bộ hồ sơ về phần cửa cũng vậy nhé các bạn nhé. Đều được anh làm theo đúng bản vẽ của mình luôn. Kích thước đến chi tiết là anh đều làm theo đúng hồ sơ mà mình vẽ cho anh. Đây ạ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ không ạ? Tất cả những bản vẽ là mô tả 3D cực kỳ chi tiết như này. Hay là phần kết cấu mình cũng mô tả 3D cho anh nhé các bạn nhé. Mô tả rất rõ ràng luôn ạ. Thế nên là đây là bản vẽ kỹ thuật thôi. Còn cái bản vẽ mà mình mô tả 3D thì là sẽ rõ ràng từng cái phần tường xây như thế nào, hay đến những phần tường mà lồi lõm ra sao, thì là Cường đều mà thiết kế rất rõ để cho anh có thể là hiểu và áp dụng được vào trong công trình nhà mình.
đúng không ạ? Vừa rồi thì Cường đã chia sẻ cho các bạn một cái công trình nhà vườn mái Thái đó, cực kỳ là đẹp, mà Cường đã tư vấn thiết kế cho nhà anh Thuyên ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phải không ạ? Đó, đây là một trong những công trình mà mình thiết kế và làm việc online các bạn nhé. Thế nên trong cái thời gian mà dịch bệnh này thì các bạn nào mà muốn Cường tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy qua sân vườn thì các bạn có thể là liên hệ mình sẽ thiết kế cho quý các bạn, quý các bạn có được cái công trình chất lượng như cái công trình của nhà anh Thuyên này như quý các bạn nhé. Và hiện nay thì là mình đang có cái chương trình livestream chia sẻ về 30 ngày kinh nghiệm xây dựng, thì Cường đã chia sẻ được hơn 35 chủ đề rồi, và tiếp tục thì Cường sẽ chia sẻ ngày nào cũng ngồi chia sẻ cho các bạn luôn, bởi vì là đang trong thời gian giãn cách nên là các bạn nào đang xem video á thì là các bạn hãy vào kênh của mình lúc 8 giờ mỗi ngày để quý vị các bạn là xem những cái video mới nhất, và để mình có thể là chia sẻ những kinh nghiệm cho quý vị các bạn, quý vị các bạn có thể là áp dụng được vào trong ngôi nhà mình, đúng không ạ? Cường xin cảm ơn các bạn rất nhiều, Cường xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo ạ.